Trời trời, hai ông hai anh ơi. Cái chú hả? Chú hai. Dạ. Ủa ông sao ông ngồi đây hả? Mệt chú ơi. Trời. Ủa sáng rồi chú đã bán cái số chú mệt hả? Dạ. Ủa chú ngồi đây lâu chưa? Bây giờ cũng gần nửa tiếng rồi. Trời trời. Hồi sáng giờ có ăn uống gì chú hai? Dạ, chưa có ăn, chưa có uống ly cà phê. Uống ly phê hả? Dạ. Ủa chú đẩy bán số rồi mệt nằm đây luôn. Dạ. Trời ơi trời. Trời trời, hai ông hai anh ơi. Cái chú hả? Chú hai. Dạ. Ủa ông sao ông ngồi đây hả? Mệt chú ơi. Trời. Ủa sáng rồi chú đã bán cái số chú mệt hả? Dạ. Ủa chú ngồi đây lâu chưa? Bây giờ cũng gần nửa tiếng rồi. Trời trời. Hồi sáng giờ có ăn uống gì chú hai? Dạ, chưa có ăn, chưa có uống ly cà phê. Uống ly phê hả? Dạ. Ủa chú đẩy bán số rồi mệt nằm đây luôn. Dạ. Trời ơi trời. Có cần uống nước gì không hai? Dạ có nước đây rồi, chú. Chú mua trà đường chú uống hay sao? Dạ dạ được rồi, cảm ơn. Có ly trà, ly sữa nét hơn. Ly sữa hả? Sao, sao dạ. Thấy ông gung gung vô ông hai? Ông gung mà sao thấy thở thì, ông nói chuyện đau sao? Tim chú ơi. Dạ. Thôi, chú bị gì? Gói lộn tim mạch ha. Chú bị tim nè hả? Dạ. Ờ trời. Này chú thấy chú tỉnh không? Dạ. Thấy chú thở tỉnh không? Đỡ. Nhắm được không? Dạ được. Ôi trời. Mấy bữa trước. Bữa trước quay chú ở ngoài đường lộ, hôm nay sau dạ. Anh em chạy vô cái hẻm này thấy chú đang ngồi ra trời, thấy giật mình luôn á. Vô đây nó yên tĩnh hơn. Yên tĩnh mà thằng đỡ hơn hả? Dạ, nó khỏe hơn. Vô ngồi nó khỏe hơn, ngoài lộ, lộ nó nắng quá. Hồi nãy giờ chú ngồi đây có ai đây hỏi thăm chú không? Dạ chưa, mà tôi mới vô đây khoảng dừng nửa tiếng đồng hồ đó. Người ta có thấy, chắc thấy cũng thấy chú ngồi. Thấy thì ta cũng nghĩ như là mình ngồi nghỉ mát thôi, chứ đâu, mình đâu có nói người ta đâu mà người ta biết. À. Dạ. Không ai có thường bị vậy không? Dạ, tôi cũng bị hoài chú. Đi hoài hả? Thì nguy hiểm lắm em hai. Cũng vừa qua rồi, cũng đau rồi, chích thuốc cũng mất 20 ngày vô nước biển rồi mới bán rồi khoảng tuần lễ nay ha. Dạ. Yeah. Thời gian đó là không đừng bán luôn hả? Dạ, nghỉ luôn, không có đi bán luôn. Hai ông cháu đau hết luôn. Dạ. Yeah. Rồi hôm nay ông chú hai bán được bao nhiêu tờ số? Dạ, bữa nay bán có 150 tờ. 150 tờ? Dạ. Sáng thì chú bán được nhiều không? Dạ, sáng giờ bán cũng gần tháng nữa rồi. À. Rồi tới đây là chú mệt rồi mới hai ông cháu ngồi bùi chuối này luôn. Dạ, đã, tính ở đây là mà mình đợi đợi tới giờ đang đợi trường học bán. À. Trường học cũng gần đây nè. Dạ. Bán cho phụ huynh là đi với con hay không? Dạ, bán cho phụ huynh học sinh đó. Dạ. Rồi chú hai có cho cháu nó ăn cái gì không? Dạ, sáng này cũng cho nó ăn chút chít với bánh mì rồi. Là mì không không mày? Dạ, nó ăn mì không mà thịt nó không ăn. Bây giờ là chú thấy tinh thần là đỡ hơn nhiều không? Đỡ khỏe. Tôi đi tôi cũng có đem thuốc theo. À vậy nãy giờ chú có uống không? Dạ uống rồi. Đỡ hơn ha. Dạ. Thấy nguy hiểm quá. Bỏ theo hay là cứ uống vậy đó. Giật mình luôn cô chú anh chị, tại vì hai anh em cũng chạy đi vòng vòng, thấy chú ngồi ở đây thấy giật mình luôn á. Trong cái bộ chú này chắc nó mát nè. Mát hai ông cháu ngồi đây. Nó mát nó khỏe hơn. Hòa lộ rồi nắng quá, với hai nữa không có chỗ nào mát hết, quán xá ra mình ngồi ngay cửa nhà ta cũng đâu có được đâu. Đúng rồi. Mình rồi tránh né một chút rồi người ta đuổi rồi. Có khi nào lỡ như vậy rồi ông chú hai gục đây rồi ai lo chú hai trời? Có cũng hôm trong năm tôi cũng kiểu đó nè, chợ nè. À, tình trạng này có rồi hả? Dạ có rồi, bị kiểu rồi. Cũng cô bác người ta mới điện gì cho con tôi rồi nó chở nó đưa gì thành hương. À vậy là trong cặp chú hai là có số ghi số điện thoại hay gì? Dạ có số điện thoại. À chú bệnh tim mà đẩy xe đi xa nó mệt á. Đúng rồi, lớn tuổi nữa. Bệnh tim mà rồi bị nhức phổi tùm lum chứ. Cô chú anh chị biết là bây giờ là cháu này là mẹ bỏ rồi, giờ cha thì phải đi làm hai ông bà nuôi cháu thì, hôm tết thì cũng có về mà dạ. Không có tiền lo
Dạ không có tiền gì trơn, là cái gì nó mang ra nó buồn, nó không có đi đâu chứ, nó Tết nó cũng nằm ở nhà. Thì qua Tết rồi nó đi nữa, nó mới điện gì 3-4 gà, nó vài bữa mà không lương rồi không về. Giờ mẹ cháu là có thời gian có liên lạc tin tức gì không? Dạ, không chút, mười mấy tháng rồi, từ ngày mà bỏ đi tới giờ luôn. Cha nó bắt gì hôm nay rồi, cha con nó làm bồng gì hôm nay luôn, tới giờ là mười mấy tháng. Thôi việc gì cũng bé không có thăm lớn mà cái gì hết. Ăn mì không mà trời. Thì xong con đắt lên mà nói tầm 7, tầm 3, nó đủ thứ vậy. Mẹ nó hả? Dạ. Ôi trời, cháu nó là cầm bánh mì ăn không vậy? Hàng ngày nó ăn bánh mì gì không đó? Dạ, nó ăn bánh mì thì nó chịu ăn. Chứ còn ăn bánh tay, bánh đồ, bánh kẹp, đồ nó không chịu. Ừ, dễ thương quá ta. Dạ, có bột sữa, bánh mì. Bánh mì có sữa đem theo đi. Ờ, à, thấy mấy chú Phi lên mừng lắm á, tụi kìa. Dạ. Ăn mì không vậy? Dạ. Đẹp gái lắm á ha. Bánh mì thì nó ăn. Con nó, cháu nó bao nhiêu tuổi không hay? Dạ. Cháu bao nhiêu tháng rồi? Dạ nó 16 tới rồi, là âm lịch này là tròn 17 tháng. 17 tháng xa mẹ lúc là bao nhiêu tháng? Lúc đó nó mới có 3 tháng mấy nha. 3 tháng mấy sao mẹ? À, 3 tháng 17 bữa. Dạ. Thì coi như nó ở bên đây là từ ngày mà nó sanh nở đó thì nó ở bên đây tôi nuôi nó cứng cáp. Rồi vợ chồng nó đi bên vợ nó mần bển á. Dạ. Cha con rồi vợ chồng đi về mần bển. Rồi nó bỏ chồng nó đi theo trai, nó bỏ chồng nó luôn rồi bỏ tuần lễ rồi cha nó cũng ở đợi. Coi có quay về không á. Dạ. Cũng không có quay về mà điện thoại cũng không bắt máy, cúp hết trơn luôn, nó không có bắt máy luôn. Rồi bữa này thì nó muốn của mẹ. Mới lên nội trời luôn à. À, nó bú sữa mẹ rồi nó đâu có bú đâu ấy, pha sữa bình rồi con nó đâu có bú đâu mà nước cũng không uống mà sữa cũng không uống. Cháu đâu uống nước thì chú hai dạ, mới uống sữa rồi sữa cho nó uống nước rồi. Ủa giờ chú hai thấy khỏe hơn chưa? Dạ khỏe rồi, ngồi chừng 50 phút 20 phút rồi nó khỏe rồi chứ nãy con giật mình luôn á. Bé đậu sữa chú hai cho uống sữa chú hai. Dạ. Chú ngồi vậy được không? Dạ được. Rồi em đứng dính vô khó khăn quá đỡ. Thấy chú nãy có chóng mặt hả? Dạ chóng mặt. Mặt nguy hiểm lắm á, lỡ mà chú nằm xuống cái là bị tai biến luôn. Không chịu uống sữa. Không chịu sao đòi cái gì vậy? Không chịu con đòi cái gì vậy? Đậu sữa. Uống sữa hả? Có đá nước hả chú hai? Dạ cái này nét. À. Đâu uống sữa, đói bụng hay gì rồi đó. Bôm nè. Ha, bôm nè. Rồi cười. Trời ơi, ông đem theo ông pha cháu luôn kìa. Rồi cười, gói cười luôn coi. À, chú đem cái bình theo rồi chú xé sữa ra hả? Dạ. Một lần hết không chú? Dạ, đói thì uống hết. Sự nghiệp hai ông cháu, giờ hai ông bà giờ nuôi cháu thì tối ngày đẩy đi mà nắng mưa ơi. Nắng mưa cũng phải đẩy đi, đi bán cái số. Cái vỏ là chú hai định thuốc luôn đó ha. Dạ. Trong đó có thuốc uống luôn. Có phải được gì kéo cắt sữa luôn. Nó sẽ kéo rồi cắt sữa. Chứ bây giờ găng cỏ đâu còn cắt. Xé tay cũng được. Dạ. Ê. Ê. Nghiệp lão, nghiệp bé nè. Hai nuôi bé từ nhỏ tới lớn luôn, 17 tháng rồi. Nó gặp như con người ta đã quậy lắm chứ, đòi đi xuống không? Ừ. Thế cũng dễ thương nha. Ngồi trên xe rồi ăn, ăn gì ăn rồi kêu ông nội, cần gì đó kêu ông nội. Uống một lần hết luôn không chú hai? Dạ nó uống hết. Đói là uống hết luôn. Nó đói là nó uống hết rồi. Rồi sữa kìa. Dạ con cầu uống sữa con gái. Ờ nút kìa.
Con ngựa nằm luôn. Nằm ra luôn kìa. Ôi, để cháu chỗ nào mát mẹ nó tối ngày mà nắng không trời. Uống cho nó ngủ luôn quá. Nó uống lần nào nó ngủ, nó nằm nó ngủ luôn. Nằm ngủ luôn á, thấy nó nằm phải kiểu phê lắm rồi kìa. Dễ cưng ha, mà dễ thương cái này mình con, đúng là con người nghèo nó khác mà chứ. Biết thân biết phận thì không á. Nhìn cưng thấy ghê luôn kìa. Mình sửa là nằm trên xe luôn, nút 150 tại số nó bán khoảng mấy giờ mới hết chú mày? Có bữa thì bán tới 12 giờ, 1 giờ. Có bữa thì bán 10 giờ, 9 giờ gặp đám tiệc rồi mình bán ủng hộ nhiều á. Mau chút. Chắc cũng bán một đám rồi nó gần hơn nữa. Dạ. Yeah. Con thấy như sức khỏe chú hai càng ngày càng yếu đó, rồi bé này sao ta ai? Đúng rồi, sao tương lai sao? Sao đây nè. Cũng có nhiều người để xin lắm chú ơi, thì cũng không cho. Xin nữa hả? Dạ. Ta hỏi xin để cho tiền lẻ. Dạ. Tôi dứt khoát là không bao giờ cũng cho. Dầu có bao nhiêu tiền giờ tôi không cho cháu tôi đi, vì cái nguồn cội của mình mà. Đúng cái rồi. Máu của mình mà. Thì không thể nào mà chú bỏ được. Thứ hai nữa. Mình thấy mẹ nói như vậy rồi. Mà mình cho nữa là tất nhiên mình cắt đứt luôn thôi. Dạ. Bây giờ mình để tạo cái điều kiện. Thứ hai nữa là cháu mình đó. Không có cậu tình gì đâu. Dạ. Yeah. Phải dặn thằng cho. Thành thử ra bằng mỗi giá nào, như là khổ cỡ nào thì rồi. Nếu một ngày nào mà tôi không còn bị bám số được, thì tôi ngồi một chỗ để mà tôi xin ăn rồi mà kiếm tiền tôi mua cháo tôi, chứ còn dứt khoát tôi không cho. Mà khi mà tôi nằm xuống rồi thì ai muốn làm gì ra. Chú hai nói con hiểu rồi. Nên là chú hai còn thở, là chú hai còn nuôi cháu. Dạ. Ba nó phải nuôi thôi chứ, chú hai mất. Dạ. Ba phải nuôi thôi. Ba nó có thương không? Thương, cha nó cưng lắm vậy đó. À, vậy thì ý chí dù đó thì chú hai đừng suy nghĩ tới vấn đề mà cho cháu nha. Không bao giờ được cho. Dạ, đừng suy nghĩ, tại còn cha nó đó mà. Một người, có người lại nó nói thì cho đi, rồi nó cho 5-3 cây vàng vậy đó. Cũng như bán con rồi. Tôi nói cái đó là tôi bán cháu tôi với đâu hả? Dạ. Cho đó. Và từ giỏ tôi lên khẩu đầu tôi còn hiểu thấy chú hai đó lấy không bao giờ. Bây giờ tôi luôn nói từ hồi lọt lòng mẹ lắm rồi. Bé liêm diêm mà chú hai ngủ liêm diêm ngủ rồi. Bà nội nói chứ hả? Bà nội nói nuôi chứ cũng chưa có bằng tôi nuôi đâu. Dạ đúng rồi, con thấy mà chú hai nó quý chú hai hơn á. Tắm rửa gì là một tay tôi thôi. Thương chú hai nằm rồi nhìn thấy đứt ruột luôn á chú hai ơi. Ôm mình sửa nút. Tôi nói thiệt với chú á, có lắm khi mà tôi bán rồi tôi rủ vô có cây có bụi tôi ngồi tôi khóc luôn. Dạ. Yeah. Khóc là gì, tại sao bao nhiêu đứa trẻ khác nó có mẹ. Dạ. Yeah. Mà cháu mình nữa thì nó có cha, nó không có mẹ. Nó không có được hạnh phúc. Mà kể cả ông ngoại luôn, tại sao người ta có ông ngoại mà cháu tôi không có ông ngoại, bà ngoại. Không ai dòng nữa thôi. Đó. Tôi đau lòng lắm, mà được tôi không có nói. Tôi nói thiệt với hai chú đó. Ông chú và chú tôi đó. Nó đúng ra là cũng không biết điều. Tôi nói thiệt luôn, tôi nói đây nếu mà chú và chú tôi có bắt được cái clip này mà coi được. Yeah. Cái hoàn cảnh của ông cháu tôi ngày hôm nay, tôi với chú gia tôi, ông chú và chú tôi không bao giờ mất lòng. Mà như ông chú và chú tôi làm một cái này, làm một cái điều này tôi quá đau lòng, tôi rất buồn. Quá tệ bạc. Tôi nói thiệt. Dù gì nữa là cũng là cháu ngoại của mình hả chú? Dạ đúng. Phải không? Nó là một đứa trẻ vô tội mà. Bây giờ có tuổi lớn nó làm gì làm, nó chạch chạch kệ mẹ nó, mình bỏ đi. Mình còn cháu mình đấy.
không hỏi lên mà không qua thăm lên nữa là cái gì nữa. Hỏi khi mà ông chú bà chú tôi không biết nhà tôi đâu, tôi cũng đi qua bển, ông cũng đi qua bên đây.